Tây Du Ký, chương 27. Thầy mà bà thứ trêu hòa thượng, tạm tạm nhiều phen đuổi Ngộ Không. Ngày sau thầy trò xin kiếu, Trấn Nguyên đại tiên cầm mà lại 6 bữa mới chịu đưa đi. Tam Tạng từ lúc ăn trái nhân sâm càng thêm sức mạnh. Đi hèn lâu tới ngọn núi cao lắm, Tam Tạng mới nói: "Non cao chắc có yêu quái, các trò phải đề phòng." Tôn Hành Giả thưa rằng: "Xin thầy đừng lo, anh em tôi đã hiểu rồi." Nói rồi cầm thiết bảng bãng dọn đường đi trước. Tam Tạng mới nói: "Ngộ Không ta đã đói lòng, ngươi chịu khó xin cơm đỡ dạ." Tôn Hành Giả cười mà nói rằng: "Thầy nói không biết xét, nhà ai trong núi mà xin cơm?" Tam Tạng mắng rằng: "Sao ngươi không nghĩ lại, khi bị Như Lai rằng ngươi trong hộp đá tại Lưỡng Giới Sơn, tuy miệng nói vang trời mà chân không đạp đất, ta cứu ngươi khỏi nạn, đem theo làm học trò, đáng lẽ ngươi hết lòng với ta mới phải, nỡ nào làm biếng như vậy?" Tôn Hành Giả thưa rằng: "Đệ tử cũng hết lòng, nào có dám làm biếng." Tam Tạng mới nói: "Nếu ngươi không làm biếng, sao chẳng chịu xin cơm? Ta đói bụng đi sao đặng?" Tôn Hành Giả mới thưa rằng: "Xin thầy đừng quả trách, tôi biết tánh thầy cao ngạo, nếu chậm trễ thì niệm chú cẩn cô. Vậy xin thầy xuống ngựa ngồi đó, đặng tôi xuống xóm mà xin cơm." Nói rồi nhảy lên mây, che tay coi bốn phía, coi không thấy nhà ai hết. Thấy những cây cối thì nhiều, bên phía nam có một điền đỏ đỏ, liền nhảy xuống thưa rằng: "Tôi xem hết bốn phương, không nhà không xóm, phía nam có một điểm đỏ, chắc là có trái đào, xin đi hái cho thầy ăn đỡ." Tam Tạng mừng rằng: "Đường lúc đói lòng gặp trái đào là quý lắm." Tôn Hành Giả xách bình bát nhảy qua hướng nam mà hái đào. Lời xưa có nói: "Non cao thì có quái, rừng rậm ắt nhiều tinh." Tại núi ấy có một con yêu tinh bay trên mây ngó xuống, thấy thầy trò Tam Tạng ngồi dưới đất thì mừng rỡ nói rằng: "May lắm, may lắm. Mấy năm nay nghe đồn Đường Hòa Thượng là kim thiền tử đầu thai, nguyên trước tu hành đã 10 đời, nếu ăn được một miếng thịt của Đường Tăng thì chắc là sống lâu lắm đây. Ngày nay lại gặp thình lình rồi." Nói rồi nhảy xuống mà bắt. Xong ngó thấy có Sa Tăng Bát Giới bảo hộ, khó nổi ra tay, nên con yêu ấy nghĩ rằng: "Để mình giả dạng khuấy chơi coi thế nào cho biết." Liền biến ra một nữ tử, tay tả cầm cái sách, tay hữu cầm bình bát, ở bên mé tây đi lại phía đông. Khi ấy Tam Tạng xem thấy, kêu Bát Giới mà nói rằng: "Ngộ Không mới nói chẳng có nhà nào, vậy chứ ai đi đằng trước đó?" Bát Giới thưa rằng: "Để tôi ra coi thử." Nói rồi vác đinh ba đi đánh đồng xa yểu điệu. Bởi thấy người sinh tốt nên mới động lòng, liền nói với nàng rằng: "Chẳng hay cô đi đâu và cầm vật chi đó?" Nàng ấy đáp rằng: "Sách cơm và bình bát đựng bánh in đi trai tăng bố thí." Bát Giới nghe nói mừng lắm, chạy lăn mở về thưa với Tam Tạng rằng: "Thầy ơi, người lành thì trời giúp, thầy biểu anh hai đi xin cơm, anh lại đi kiếm chuyện hái đào mà ăn trước. Thầy ơi, ăn nhiều đào xót ruột lắm, sao bằng ăn cơm được. Người ấy đi trai tăng, có bánh in và cơm sốt đấy." Tam Tạng nói: "Mình đi thuở nay bị những yêu quỷ, không gặp một người lành, ai lại đi trai tăng trong núi chứ?" Bát Giới nói: "Nàng ấy đã đi đến, thầy không tin thì thử hỏi mà xem." Tam Tạng chấp tay hỏi rằng: "Nhà thí chủ ở đâu, vái điều chi mà trai tăng bố thí?" Nàng ấy nói: "Nơi này là núi Bạch Hổ, nhà tôi ở phía tây, cha mẹ tôi tụng kinh làm phước, chồng tôi cũng hiền lành, hay bố thí trai tăng, tu kiều bồi lộ. Ngày nay có phước mới đặng gặp được thầy, xin dùng một bữa cơm cho tôi nhờ công đức." Tam Tạng còn hồ nghi rục rặc. Bát Giới thì nóng họng, liền xách cơm chưa kịp ăn. Tôn Hành Giả đã về tới, trợn con mắt coi rõ là yêu tinh, muốn đập một cây thiết bảng. Tam Tạng kinh hãi kéo Tôn Hành Giả mà hỏi rằng: "Người hành hung muốn đánh ai đó?" Tôn Hành Giả thưa rằng: "Đàn bà ấy không phải là người, thiệt là con yêu tinh giả hình mà gạt sư phụ." Tam Tạng nói: "Đừng làm mặt kỳ, cô này là người trai tăng bố thí cho chúng ta, sao người nói là yêu quái?" Tôn Hành Giả cười rằng: "Hồi tôi ở Thủy Liêm Động, muốn ăn thịt ai đặng giả dạng như vậy luôn luôn, phải tôi chậm chân ắt thầy mang hại." Tam Tạng không tin, cũng nói người tử tế. Tôn Hành Giả nổi giận nói rằng: "Tôi biết ý thầy, thấy người thì muốn,
Nếu vậy thì dọn chỗ nhập phòng, chúng tôi đang uống rượu còn đi thỉnh kinh thỉnh kệ làm chi. Tàn tạ nghe mắc cỡ, Tôn Hành Giả nổi nóng với vung thiết bảng lao vào đập quái chết tươi. Con yêu xuất hồn bay đi, bò xác và đổ lại hết. Khi ấy Tam Tạng mới run lập cập nói rằng: con khỉ này dữ quá, khi không dám đập chết người ta. Tôn Hành Giả thưa rằng: xin thầy coi trong sách đựng chi thì biết nó là giả. Tam Tạng dở sách, không thấy cơm đâu, chỉ toàn những giòi bọ lúc nhúc. Giờ bình bát thì không thấy bánh, chỉ thấy những con cóc nhảy lôm xom. Cũng có ý tin là đấy là yêu quái, nhưng mới bị bát giới dè bỉu rằng: người đàn bà ở đồng sao gọi là yêu quái, chẳng qua đại ca giết lỡ nên mà con mắt mà dối thầy, vì sợ có bị niệm thần chú thôi. Tam Tạng nghe lời gièm pha mới niệm thần chú tức thì. Tôn Hành Giả la lớn rằng: nhức đầu chết đi thôi thầy ơi, khoan niệm để tôi nói chuyện đã. Tam Tạng mới giận rằng: người tu hành thì giữ lòng từ thiện, sao người vô cớ mà sát nhân, đi thỉnh kinh làm chi, còn có chuyện gì nữa? Thôi người về đi cho rảnh. Tôn Hành Giả mới thưa rằng: thầy đuổi tôi đi đâu bây giờ? Tam Tạng nói: ta chẳng dám nhìn ngươi là học trò, muốn đi đâu tự ý. Tôn Hành Giả thưa rằng: thầy chẳng dùng tôi làm đồ đệ, e đi không đến Tây Phương. Tam Tạng mới nói: số mạng tại trời, không lẽ ngươi cứu ta cho đặng. Thôi ngươi trở lại cho mau đi. Tôn Hành Giả thưa rằng: thầy ơi, tôi về cũng không khó, nhưng ngặt chưa trả đặng công ơn. Tam Tạng nói: ta có ơn chi mà ngươi phải trả? Tôn Hành Giả nghe nói quỳ lại thưa rằng: bởi tôi đại náo thiên cung, bị Như Lai nhốt trong núi đá, nhờ Quan Âm mách bảo, cảm ơn sư phụ cứu ra. Nếu không bảo hộ cho tới Tây Phương thì mang ơn mà chẳng trả. Tam Tạng lòng nhân đức, nghe nói ngọt thì động lòng thương, liền nói rằng: như vậy thì ta dung ngươi một lần, nếu nết cũ không chừa, ta niệm chú đủ 20 bận. Tôn Hành Giả đỡ thầy lên ngựa, rồi dâng ít trái đào ăn đỡ lòng. Nói rồi con yêu hổ ấy xuất hồn lên mây, nghĩ giận Tôn Hành Giả nên nghiến răng nói rằng: bấy lâu nay nghe tiếng nó giỏi phép tài cao, này quả thật là như vậy. Đường Tăng đã lầm không biết, ý muốn ăn cơm. Ta đợi cúi xuống mà hởi một cái thì nắm cổ kéo đi, không dè Tôn Ngộ Không trở về phá đám. Thiếu chút nữa ta xuất hình không kịp thì chẳng còn hồn đâu. Thù này không trả, không lẽ bỏ qua? Để mình hóa hình nữa mà thử coi thế nào. Nói rồi nó lao xuống, hóa thành một bà già gần 80 tuổi, tay chống gậy tre, vừa đi vừa khóc. Bát Giới ngó thấy rằng: thầy ơi, không xong rồi, chắc đại ca đánh con bà này chết đấy, nên chống gậy đi kiếm con kìa. Tôn Hành Giả hét rằng: người hay nói phì lý, nàng hồi nãy lối 20 tuổi, bà bây giờ gần 80, lẽ nào 60 mà còn xanh đẻ, để ta đi coi thử thì mới biết giả thật. Nói rồi đến coi tỏ rõ, biết là yêu quỷ giả dạng, liền đập chết tức thì. Con yêu cũng xuất hồn ra nữa. Khi thấy Tam Tạng xem thấy kinh hãi, nhảy xuống ngựa mà rằng: cứ niệm chú đủ 20 lần. Thương hại Tôn Hành Giả nhức đầu quá, nằm lăn lộn khóc mà thưa rằng: thầy ơi, đừng niệm nữa, để tôi thưa với thầy một lời. Tam Tạng nói rằng: còn nói gì nữa, ta đã khuyên ngươi từ thiện, sao còn quen thói hung hăng, lại đánh chết một mạng nữa à? Tôn Hành Giả mới thưa rằng: thầy ơi, nó không phải là người, thật là loài yêu quỷ. Tam Tạng mắng rằng: ngươi là con khỉ nói bậy, hiểu tình đâu mà gặp liên liên, tại ngươi giết chúng đà đưa tay, hãy đi về cho rảnh. Tôn Hành Giả thưa rằng: thầy đuổi lắm thì tôi cũng phải đi, xong còn một chuyện nên chưa đặng. Tam Tạng mới hỏi: còn chuyện chi? Tôn Hành Giả thưa rằng: thiệt tôi không dám giấu thầy, cách 500 năm trước, tôi ở động Thủy Liêm núi Hoa Quả xưng vương làm chúa với loài yêu, từ theo thầy đội cái kim cô là quyết làm đệ tử. Nếu nay về còn bị niền đầu niền óc thì thẹn mặt với anh em. Thiệt thầy không muốn dùng tôi thì xin niệm chú bỏ cái khẩn cô này xuống, tôi trả kim cô cho thầy mà về xứ thì ơn nặng muôn phần, cũng như công tôi theo thầy bấy lâu nhờ ơn một chút. Tam Tạng nghe nói kinh hãi đáp rằng: khi trước Quan Âm chỉ truyền khẩn cô cho ta, chứ không có chú tổng cô nào hết. Tôn Hành Giả mới thưa rằng: nếu không có chú tổng cô, tôi quyết theo thầy luôn thể. Tam Tạng nói: thôi
ta dùng ngươi lần thứ nhì chẳng khá hành hung nữa. Tôi từ nay sẽ không dám cãi nữa. Liền đỡ thầy lên ngựa mà đi. Nói về con yêu quái, xuất hồn ra khen rằng: con yêu hầu này coi mắt mà còn hay lắm, ta biến thế nào nó cũng nhìn thấy được. Nếu qua khỏi 40 dặm đường thì địa phận người khác, để ta giả một lần nữa xem. Liền biến hình ra một ông già, tay cầm sâu bồ đề, miệng niệm kinh, tay lần chuỗi. Khi ấy Tam Tạng ngó thấy khen rằng: đây gần tới cảnh Tây Phương nên ông già đã khòm còn lần chuỗi hột. Bát Giới mới nói: thầy ơi đừng có khen, ấy là nhân mạng đấy. Tam Tạng hỏi: nhân mạng làm sao? Bát Giới nói: hành giả giết con rồi đập vợ nên ông ấy đi tìm, nếu gặp đây ắt là bắt đến nhân mạng. Tôn hành giả mới nói: người cứ đặt điều nhiều chuyện để ta coi lại cho rõ ràng. Nói rồi giấu thiết bảng chạy tới hỏi rằng: người đi đâu mà niệm kinh dọc đường dọc xá? Ta thiệt là chúa yêu, sao người dám làm quỷ? Ta đã biết ngươi rồi. Con yêu nghe qua kinh hãi, không biết trả lời làm sao. Tôn hành giả mới nghĩ rằng: con quái này trốn khỏi hai lần thì nhọc công mà vô ích, phải tính một điều cho hay mới dứt hậu hoạn. Nghĩ rồi niệm chú thầu thổ địa sơn thần mà dặn rằng: thầy ta bị con yêu quái này giả dạng khuấy thầy ta đã ba lần, phen này chư thần giữ nó cho ta trừ căn, chớ để nó chạy trốn nữa. Sơn thần thổ địa y lời. Khi ấy tôn hành giả mới lao vào đánh một thiết bảng, con yêu chết ngay, xuất hồn không đặng. Còn Tam Tạng xem thấy thì sợ hãi mới hết kinh lên. Bát Giới cười ngất nói rằng: bữa này hành giả điên rồi, nửa ngày giết chết ba mạng. Tam Tạng muốn niệm thần chú, tôn hành giả mới thưa rằng: xin đừng niệm chú, dục ngựa đến mà coi, một đống xương khô dù tại đó. Tam Tạng mới đến xem thấy kinh hãi hỏi rằng: Ngộ Không, người này mới chết sao đã rũ xương? Tôn hành giả nói: nó là thi ma, xương khô thành quỷ, nay bị tôi đánh nó biến không kịp, đã hiện nguyên hình. Trên xương sống có bốn chữ là Bạch Cốt Phu Nhân. Tam Tạng xem thấy mới tin, bị Bát Giới chót mỏ nói đùa rằng: thầy ơi, rõ ràng là hành giả đánh người lương thiện thác oan, sợ niệm chú nhức đầu nên biến hóa dối thầy cho xuôi việc đấy. Thiệt Tam Tạng hay nghe lắm, tin lời Bát Giới mới niệm thần chú khẩn cô. Thương hại tôn hành giả nhức đầu, quỳ bên đường mà thưa rằng: xin thầy đừng niệm nữa, muốn chi thì nói cho rồi. Tam Tạng mới nói: người làm lành như cỏ mùa xuân, tuy không thấy lớn mà càng bước càng thêm. Kẻ làm dữ như đá mài dao, tuy chẳng thấy mòn mà một ngày một khuyết. Nay mình không chừa thói dữ, đánh chết thêm một mạng là ba. Con khỉ kia, ta bây giờ không còn cách nào dạy dỗ ngươi cả, chỉ có một điều quyết đuổi mà thôi. Tôn hành giả nói: thầy giận tôi là oan lắm, nó chính là yêu quái nhiễu hại. Tôi trừ loài yêu cứu thầy, sao thầy nghe lời gièm pha, xua nịnh của kẻ bất tài ganh tị, nhẫn tâm đuổi kẻ chân thành mà dày công bảo hộ chứ? Người thai phạm mắt tục như thầy, dẫu có trung thành cho mấy, rồi một ngày cũng hoài công vô ích. Nay thầy đuổi tôi ba lần, lẽ nào mặt dày mày dạn nghe thầy ngày la mắng chửi mãi sao? Tam Tạng nổi giận nói: con khỉ này buông lời ngạo nghễ, không có người Sa Tăng Bát Giới không phò hộ ta đến Tây Phương được sao? Tôn hành giả lắc đầu: thầy không biết nghĩ đâu, khi trước nhờ Lưu Bá Khâm đưa đón, sau có tôi bảo hộ phá động trừ yêu, hết nạn này tới nạn nọ mới thu được Bát Giới Sa Tăng. Thầy thật nhẫn tâm đuổi đứa trung thành, nghe thằng xua nịnh, có phải là được chim bẻ ná, được cá buông câu không? Thầy lại cậy có thần chú khẩn cô để khiến người như khiến súc vật, thì sao gọi là tu hành minh chính, đạo đức tử bi, lại cho kẻ giết yêu cứu mình là kẻ sát nhân bất thiện. Tam Tạng nói: từ nay về sau ta không hề niệm chú nữa. Tôn hành giả nói: tôi không đủ tin lời ấy, nếu ngày sau thầy mắc nạn, Sa Tăng Bát Giới cứu không xong, thầy niệm chú khẩn cô, tôi dù có cách núi ngàn sông cũng nhức đầu như thường. Lúc đó tôi lại phải băng ngàn vượt biển đến tìm thầy, như vậy thầy để tôi theo luôn không tiện sao? Càng nói Tam Tạng càng thêm căm tức, nhảy xuống bảo Sa Tăng mở gói, lấy bút nghiên mải mực, rồi viết một tờ từ đưa cho tôn hành giả và nói: giấy này làm chứng rằng ta không nhìn nhận ngươi làm đồ đệ nữa, và trọn đời ta không niệm chú cẩn cô. Người mau lui về cho xong chuyện. Nếu không tin
ta thề độc đoán cho ngươi nghe. Tôn hành giả lãnh tở tử liền nói: tôi tin lời, xin thầy đừng thề làm gì. Song tôi nghĩ vì theo thầy mới nửa đường, chưa giúp được bao nhiêu công quả, vậy xin lại thầy một lạy đền ơn. Tam Tạng quay lưng lại nói: ta là hòa thượng hiền lành, không nhận lễ của kẻ hung dữ. Tôn hành giả nhổ ba cái lông, làm phép hóa ra ba tôn hành giả nữa, bao quanh lạy thầy. Tam Tạng quay phía nào cũng không tránh khỏi. Lạy xong, tôn hành giả dùng mình thu lông lại, rồi gọi Sa Tăng nói: hiền đệ, em là người hiền từ, tử tế, phải đề phòng thằng mặt heo ruôn định rẻm pha. Nếu gặp yêu tinh dọc đường, em xưng là Tô Ngộ Không, học trò lớn của thầy, như vậy yêu tinh sẽ sợ anh, không dám làm hại sư phụ. Tam Tạng nghe nói, ngắt lời đáp: ta là hòa thượng hiền hậu, không muốn nhắc đến tên người giữ làm chi. Người hãy trở về, đừng nói một tiếng nào nữa. Tôn hành giả thấy thầy chưa nguôi giận, liền cân đầu vân đi mất. Chương 28: núi hoa quả, quần hầu gặp chúa, rừng hắc tòng, Tam Tạng bị yêu. Khi ấy, tôn hành giả bay khỏi biển đông đến núi hoa quả, ngó xuống thấy núi xanh như cỏ, cỏ rẫm khác xưa, coi phong cảnh buồn hơn khi trước. Bởi vì nhị lang hiển thánh và bảy quái mai sơn đốt phá khi trước nên tồi tệ như vậy. Tôn hành giả tặc lưỡi than rằng: 500 năm nay ta mới trở về, nhìn cảnh cũ mà càng thêm chua xót. Đang còn than thở, xảy thấy 7-8 con khỉ nhỏ trong bụi nhảy ra, mới lại tôn hành giả thưa rằng: mừng đại thánh gia gia trở về. Tôn hành giả hỏi rằng: sao chúng bay chốt nhủi, hèn lâu mới thấy trong bụi nhảy ra? Từ khi đại thánh đi rồi, chúng tôi bị người ta săn bắn, cùng to ná mạnh, chó dữ ó hùng. Này chúng tôi phải ẩn mình chờ cự không lại, này nghe tiếng đại thánh nên mừng rỡ nhảy ra. Họ săn bắn chúng bay mà chi? Kẻ săn bắn độc dữ lắm, hễ chết thì nó ăn thịt, bằng sống thì nó tập đi hát mà lấy tiền. Tôn hành giả nổi giận hỏi rằng: vậy chứ ai cầm quyền trong động? Có hai vị mã Lưu Nguyên Soái và hai vị bốn ba tướng quân. Tôn hành giả nói: chúng bay vào báo tin cho rõ, nói có ta về rồi. Khi ấy tứ hầu nghe báo rất mừng, vội vàng ra nghinh tiếp. Tôn hành giả vào ngồi giữa động, bầy khỉ lớn nhỏ đồng lại mừng, rồi thưa rằng: chúng tôi nghe đại thánh gia gia khỏi nạn, theo bảo hộ đường tăng đi thỉnh kinh, sau nay lại về núi. Tôn hành giả nói: chúng bầy không rõ, đường Tam Tạng chân chất quá, chẳng biết kẻ hiền ngu. Ta dáng sức bình sanh, giết yêu tinh mà dẫn lộ. Tam Tạng nghe lời rẻm pha, chê ta hung dữ nên đuổi về, có viết tờ từ rõ ràng, chẳng dùng ta nữa. Bầy khỉ vỗ tay cười lớn nói rằng: may lắm may lắm, đại thánh làm hòa thượng có ích chi, thà về đây vui chơi với con cháu. Nói rồi dọn rượu nước dừa mà đãi đại thánh. Tôn hành giả nói rằng: khoan uống rượu đã, chẳng hay mấy bữa chúng đi săn một kỳ. Mã Liều mới thưa rằng: ngày nào nó cũng săn bắn, một lát nữa chắc chúng nó lại đến đấy. Tôn hành giả truyền bầy khỉ gom đá cục đá hòn chất đống trên ngọn núi, rồi vào động trốn đi. Giây phút thấy phía nam sáng lã mà đánh trống, cả ngàn nhân mã cầm khí giới và dẫn muông đem ó đi săn. Tôn hành giả nổi giận, đợi chúng lên núi liền hớp một hơi lên hướng tốn, thổi ra làm bão tố ầm ầm, đá lỡ cát bay, nhân mã đều bị bể đầu chết hết. Tôn hành giả vỗ tay cười rằng: vui lắm, kể từ khi ta theo Tam Tạng, ngày nào thầy cũng khuyên ta rằng: làm lành mãn kiếp lành chưa đủ, ở giữ một ngày giữ có dư. Thiệt lời ấy phải lắm, ta theo thầy giết ít con yêu, thầy gọi là làm giữ. Bữa này về xứ một lát mà giết loài săn bắn cả ngàn tên. Nói rồi truyền bầy khỉ cởi quần áo người chết mà bận, lột da ngựa mà đóng giày, lấy khí giới mà dùng. Rồi dựng cờ đề 14 chữ như vậy: trùng tu hoa quả sơn, phục trình thủy liêm động, tề thiên đại thánh. Từ ấy sắp sau, ngày ngày cũng nhóm yêu thầu quái, bữa bữa hàng cắt cỏ vận lương, lo trồng hoa quả như xưa. Thiên hạ thấy cờ đều không dám lên núi. Tôn hành giả ăn chơi thong thả, vui biết chừng nào. Nói về Tam Tạng, từ lúc đuổi tôn hành giả thì dục ngựa đi với Bát Giới Xà Tăng. Bát Giới thay mặt cho Tể Thiên
dồn đồ đạc Sa Tăng gánh hết. Khi ấy ba thầy trò đi khỏi núi Bạch Hổ, xảy thấy một cụm rừng bá tỏng rậm rịt, mây sắn bịt bùng. Tam Tạng mới nói: hai trò phải coi chừng vì đường rừng sầm uất. Bát Giới nghe nói cầm đinh ba đi trước dẫn đường. Tam Tạng đi tới mé rừng, trong lòng đã đói, liền nói với Bát Giới rằng: ta đã đói lòng, ngươi chịu khó xin cơm đỡ dạ. Bát Giới thưa rằng: xin thầy xuống ngựa ngồi nghỉ đặng, để lão chư đi xin cơm. Tam Tạng y lời, Sa Tăng mở gói đồ, đưa cái bình bát. Bát Giới xách đi hơn 10 dặm, không thấy một cái nhà nào. Hùm beo chẳng thiếu gì, mà người ta thì không gặp. Bát Giới đi một hồi mệt quá, nghĩ lại ăn năn rằng: hồi trước có hành giả, thì việc này ta khỏi mất công, bởi mình nói dèm pha, cho thầy đuổi đi nên phải chịu cực. Thiệt là, nuôi con mới biết ơn cha mẹ, ăn thép nào hay giá quế trâu. Khi ấy Bát Giới đi xin chẳng đặng cơm, thì kiếm chỗ bóng cây mà nằm ngủ. Nói về Tam Tạng, trông hết sức, không thấy Bát Giới về. Chẳng biết cớ nào, nóng tai máy mắt, liền nói với Sa Tăng rằng: sao Ngộ Năng đi lâu quá, trời chiều mà chưa thấy về. Nhắm lại chỗ này, ngủ không tiện, phải tìm chốn khác mới xong. Sa Tăng thưa rằng: xin thầy cho tôi đi kiếm sư huynh. Tam Tạng nói: phải đấy, nó đi cũng lâu rồi. Sa Tăng cầm biểu trượng ra đi. Còn Tam Tạng ngồi một mình trong rừng buồn bực, liền đi dạo dài khuây, coi có đường mòn, chắn nhà người gần đó. Mảng xem phong cảnh, đi một hồi không nhớ đường xưa. Ngó thấy bên phía nam chiếu hào quang, coi lại là cái tháp. Bởi mặt trời chiều nên rọi bóng, vì trên đảng tháp bằng vàng. Tam Tạng mới nói: mình có lời nguyện, gặp chùa thắp hương, gặp tháp thì quét bụi, hễ có tháp chắc có am chùa. Và lại chỗ này không ai đi, chẳng lo sự lấy đồ dắt ngựa, thà tìm vào đó mà nghỉ, sau hai trò kiếm thét cũng đến đây. Nghĩ rồi tới cửa kia, bước vào gần tháp, thấy ngoài cửa tháp có treo rèm cửa bông, liền khoát rèm bước vô, thấy có cái giường bằng đá, người nằm ngủ trên giường mặt xanh nanh bạc. Tam Tạng biết là yêu quái, hồn vía đã lên mây, liền thối lui lại mà chạy. Khi ấy chú yêu giật mình thức dậy, mới hỏi tiểu yêu rằng: ai chạy ngoài đó đấy? Tiểu yêu dòm rồi báo rằng: hòa thượng trắng trẻo lắm, chắc là thịt mềm lắm đại vương à. Ấy là ruồi kề lưỡi cóc, chuối đút miệng voi, chúng bây bắt nó cho ta, đừng để chạy mất mà uổng. Tiểu yêu vâng lệnh, theo bắt Tam Tạng dẫn vào. Tam Tạng chấp tay làm lễ, chú yêu mới hỏi rằng: người là hòa thượng ở đâu, đến chuyện chi phải nói cho thiệt? Tam Tạng mới nói: tôi là sãi nước Đại Đường, vâng lệnh hoàng đế đi thỉnh kinh Tây Vực, đến đây quét tháp, chẳng ngờ làm lỡ giấc ngủ của ngài. Xin rộng dung thứ tội, nếu tôi thỉnh kinh về nước thì lập miếu mà thờ ngài. Chúa yêu cười sằng sặc mà nói rằng: ta cũng nghi là Đường Tăng, thiệt quả như vậy, bởi người tấy số mới vào nạp thịt cho ta, đố chạy đâu cho khỏi. Nói rồi truyền tiểu yêu đem hòa thượng buộc tại cây Thung Định Hồn. Giây lát, chúa yêu cầm gươm bước lại hỏi rằng: hòa thượng nói đi cho thiệt, đi một bọn mấy người, không lẽ một mình mà đi xa được như vậy à? Tam Tạng thưa rằng: tôi không dám giấu đại vương, có hai người học trò là Sa Tăng và Bát Giới, đều đi xin cơm chưa về, còn bỏ trong rừng một gánh đồ với con ngựa bạch. Chúa yêu nói: may lắm, ba thầy trò ngươi với con ngựa kim, ta ăn đủ một bữa. Nói rồi truyền tiểu yêu rằng: chúng bây đóng cửa ngõ lại, và coi chừng hai học trò kiếm thầy thì vào báo ta, để chúng nó đến đây bắt đặng một bữa, sẽ nấu hết mà ăn cho thẳng. Tiểu yêu vâng lệnh. Nói về Sa Tăng, đi hơn 10 dặm đường không thấy nhà ai hết thảy, liền đứng trên gò cao ngó xuống, nghe giữa mé sông có tiếng người. Mới bước xuống mà coi, thì là Bát Giới ngủ mê đường mớ. Sa Tăng nắm tay sách dậy mà trách rằng: thầy say đi xin cơm, lại kiếm đường mà ngủ à? Bát Giới giật mình hỏi rằng: chừng này là chừng nào vậy? Sa Tăng nói: thầy dặn có cơm hay không cơm cũng về, anh với tôi đi kiếm chỗ cho thầy ngủ. Bát Giới giải tay dụi con mắt, đi về với Sa Tăng. Đến cụm rừng, thấy con ngựa với gánh đồ, không biết thầy đi đâu mất. Sa Tăng mới phàn nàn rằng: cũng vì đi kiếm anh nên yêu Bát sư phụ rồi. Bát Giới cười rằng:
đừng có kiếm chuyện nói xàm. Chỗ này phong cảnh tốt tươi, làm gì có yêu quái. Chắc thầy ngồi một mình buồn bực nên đi dạo rồi. Đi kiếm một hồi thì gặp thôi. Khi ấy hai anh em kẻ gánh đồ, người dắt ngựa cứ đi theo đường mòn. Sảy thấy bên phía nam có cái tháp vàng chiếu hào quang sáng chói. Bát Giới mới nói: chắc thầy vào tự kiếm cơm, chúng ta cũng vào ăn cho cặp bữa. Sa Tăng nói: sư huynh đừng có định chừng không chắc, tới nơi mới biết kiết hùng. Hai người tìm vào đến cửa ngõ, thấy trên ngạch có treo tấm đá đề 6 chữ lớn rằng: Hoàn Tử Sơn, Ba Nguyệt Động. Sa Tăng nói: như vậy núi này tên là Hoàn Tử, động Ba Nguyệt là chỗ yêu tinh. Không phải chùa chiền chi hết, nếu thầy bị nó bắt thì phải lập kế cứu ra. Bát Giới nói: để hỏi thăm tin cho biết đã. Nói rồi cầm đinh ba giá lên và kêu cửa. Tiểu Yêu xem thấy chạy vào báo rằng: gặp mối rồi, mặc sức mua bán. Chúa Yêu hỏi rằng: mối nào cơ? Tiểu Yêu mới thưa rằng: có hòa thượng mỏ dài tai lớn và một ông sãi mập mà đen đồng đứng ngoài kêu cửa. Chúa Yêu mừng rỡ nói: chắc là tên Sa Tăng và Bát Giới rồi, đồng đến mà kiếm thầy. Tuy vậy mặc lòng phải đề phòng mới đặng. Nói rồi nai nịt mới cầm thanh đào xốc ra. Khi ấy Sa Tăng Bát Giới đường đứng ngoài cửa mà đợi. Thấy Chúa Yêu diện mạo dữ dằn, mặt mũi xanh lẻ, tóc râu đỏ hoét, ấy là chúa động Hoàng Bảo. Hoàng Bảo quái mới hỏi lớn rằng: hai hòa thượng ở đâu dám đến cửa ta mà kêu gọi? Bát Giới nói: chúng ta là học trò của Tam Tạng, thầy ta là Đường Tăng Ngự Đệ, vâng sắc chỉ đi thỉnh kinh. Có ở trong động thì đưa ra cho mau, kẻo ta đập một cái đinh ba mà sập động. Hoàng Bảo làm mặt vui vẻ, truyền Tiểu Yêu mở ngõ, rồi cười mà nói rằng: ngỡ là ai đến đây hàn hung, chẳng ngờ hai thầy đi kiếm đường hòa thượng. Khi nãy ngài dạo đến đây, tôi đã cách trọng thể, thầy đang ăn bánh bao nhân thịt người ta, vậy mới hai thầy vào động tôi mà uống nước luôn thể. Bát Giới ngỡ thiệt muốn vô, Sa Tăng kéo lại nói rằng: anh ơi, ấy là nó nói gạt, lẽ nào thầy ăn bánh thịt người? Bát Giới nghe qua mới nghĩ lại, liền đập một đinh ba. Hoàng Bào quái đỡ rồi đánh lại. Hai người đằng vân hỗn chiến, Sa Tăng mới bỏ ngựa, cầm biểu trượng nhảy lên trợ lực với Ngộ Năng. Đánh hèn lâu, không phân thắng bại.